Sau những năm sau, anh em đã đến với series thử thách làm nông dân ở server Hàn Quốc này của mình. Và hôm nay đã là ngày thứ đăng nhập thứ 25 rồi. Và chúng ta không biết là có cái gì trong cái app này đây. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Đăng nhập ngày thứ 25 này rồi. Cái bói thì mình tính là của nick Việt Nam kia. Cũng là hai món ngon nặng nha anh em nha. Và đây là ngày thứ 25 của server này. Thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đi qua một chút hoạt động. Thì đây là hoạt động đăng nhập 7 ngày đúng không? Đăng nhập 6 ngày đúng không? Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, chúng ta sẽ nhận được 50 mảnh của Mai, 68 xu chiêu mộ kim cương, cùng với đó là 3 vé đánh đấu trường. Đó là ngày mai nha các bạn nha. Ukiyo Tachibana, nếu như các bạn mỗi ngày nạp đâu đó là 3.900 won thì phải đúng không, thì các bạn sẽ nhận được Tachibana, cùng với đó là cái hồn vũ khí lưu huyết của nó nữa. À không phải hồn vũ khí mà là cái chiến hồn nha các bạn nha. Ở đây thì nó cũng giống như ở xe Việt Nam chúng ta thôi, nó sẽ có nhận thể lực vào các mốc giờ từ 6 giờ 9 giờ 10 đến 15 giờ 16 giờ 18 giờ và 19 giờ đến gần 22 giờ anh em ạ. Thì app này các bạn nhìn thấy đã bây giờ đang là 5.111 trên 5.200 XP, nói chung là đâu đó nó gần lên level 56 rồi. Ok, mình sẽ up nó lên level 56. Cam cộng 4, cam cộng 3. À, còn Athena thì vẫn cam cộng 3 này. Mình sẽ dùng nguyên liệu để up con Athena thôi, chết rồi. Mới lấu mất rồi các bạn. Thôi được, không sao cả đúng không? Mình sẽ còn cho Athena này đấy. Level 56 thì chúng ta sẽ mở hai một cái tính năng mới, như tính năng đạo trường thì phải. Hình như level 56, à không phải, tính năng đạo trường mà, ừ đúng không, tính năng trường phái à. Chúng ta đã mở cái level 56 này, 1, 2, 3. Cái tính năng này, ớ sao nó lại lòi sang bên này nhỉ, ở bên Vita Game có đâu lòi sang bên này đâu nhỉ. Mình nhớ là ở bên Vita Game có đâu lòi sang bên này đâu nhỉ. Mình nhớ là ở Vita Game nó đông, bình thường nó ở bên kia mà nhỉ các bạn nhỉ. Cái này bên này cái là mở tất luôn anh em ạ, nó không giống như ở bên kia. Bên kia nó cho mở từng tí ấy, nhưng mà bên này nó cho mở hết luôn. Quan trọng là các bạn có đủ level. Đây nó vẫn yêu cầu level đấy các bạn. Level 60 nó sẽ cho mở tiếp này. Ở đây vẫn mở được này các bạn này. Mình tưởng là cái gì nhỉ? Đấy, tem hỏa này các bạn nhìn thấy này. Tem hỏa chúng ta vẫn còn 3 slot nữa. Thì mình lần trước mình có nói với các bạn 2 slot đó là Kionet và Creolit. Còn một slot nữa là con gì thì mình không biết là con gì nhỉ. Ở đây chúng ta có đủ 6 con mà các bạn hay nhìn thấy này. Đó là Kyo này, Chin này, Mai này, Single này, Lireka này, xong rồi có Kionet này, Creolit và một con nữa. Chắc biết là con gì. Đây, cái này lên lực chiến khá là nhiều các bạn nhìn thấy đúng không? Vẫn còn một ô nữa mà nó chấm hỏi, à không phải, một con khác. Đây là một cái series mình nghĩ là mình làm không nạp đồng nào ở bên server này, để cho các bạn xem thử là không nạp một đồng ở server này và server bên Việt Nam nó khác nhau như thế nào đúng không? Ở bên này, nó vẫn ở đây gì, đúng không? Nó vẫn ở đấy mà nhỉ? Nó vẫn ở đấy mà nha. Nó khác đi đâu nhỉ? Sao vừa nãy nó mở, nó chui tọt bên trong này nhỉ? Ok, đó là một vài cái các bạn để nhìn thấy. Tiếp theo thì chúng ta có cái gì đây? X2 cái gì đây? New. Đây là một cái gọi là thử thách mà chúng ta... đây là một cái thử thách mà các bạn cần phải vượt qua đúng không? Cái này thì các bạn nào chơi Việt Nam rồi chắc các bạn cũng biết. Nó khá là đơn giản. Ok, mình chỉ nói những cái vấn đề mà nó khá lạ lạ ở bên server này. Thì ngày hôm nay thì cái server này nó không có cái gì, không có sự kiện gì đặc trưng cho lắm, đặc hot cho lắm. Nhưng mà về sau ấy thì mình biết có biết là ở cái server Hàn ấy nó sẽ có bán hồn vũ khí. Ví dụ như ở của Mari, của Sai Siêu U, hay là nói chung hồn vũ khí của những con mà
SR cộng ấy, nói chung hồn vũ khí của những con SR cộng ấy sau này nó sẽ có bán kim cương nha anh em nhé. Đâu đó nó chỉ tốn tầm khoảng là 2.000 đến 3.000 kim cương là các bạn có thể sở hữu được một cái hồn vũ khí rồi. Ví dụ kiểu Mari sau này các bạn muốn thức tỉnh cái bao tay hoa hồng dại của Mari lên ấy, thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ bỏ tầm khoảng 3k kim cương là các bạn mua được rồi. Đó là một vài cái sự kiện mà mình biết về sau này các bạn có thể chơi được với những võ sĩ mà tư chất SR cộng nha các bạn nhé. Sau này nó sẽ có những cái như thế để cho các bạn dễ chơi hơn đúng không? Nick này ngày thì cũng cố gắng làm full nhiệm vụ đấy các bạn đúng không? Một ngày thì cứ cố gắng làm full nhiệm vụ cái nick này là được rồi. Lên level nào. Cộng một điểm ở đây. Tăng đẳng thì mình vừa tăng rồi. Một ngày thì các bạn cứ cố gắng làm hết nhiệm vụ ở trong này thôi. Vì kim cương bên này nó khá là rẻ, các bạn nhìn thấy các mốc kim cương bên này nó khá là rẻ. Bình thường ấy, ở bên kia đâu đó là 50 kim cương cho một cái lần mua sau cái lần miễn phí, thì ở đây chỉ 30 kim cương thôi. Thể lực tất cả các thứ trong này đều rẻ hơn ở bên kia nên anh em nhé. Thể lực hay là tất cả mọi thứ kim cương thì nó có thể kiếm được nhiều hơn ở bên xe, so với xe ở Việt Nam. Đấy, này cũng sắp có hao hát rồi các bạn. À, quay 3 lần rồi đúng không? Thôi quay luôn 5 lần nữa nhanh. Chúng ta còn là tổ đội đánh ải tinh anh 3 lần đúng không? Ải này thì nick này các bạn nhìn thấy đây 128, 123 thì thôi mình chưa đánh làm gì cả. Chúng ta cứ ăn quét mấy cái này cho nó nhanh đúng không? Rút 2 lần, mỗi ngày rút 1 lần free với cả 1 lần rút ở đây nữa. Nói chung là ác này thì cứ cố gắng ngày làm full nhiệm vụ đúng không? Các bạn ở bên chơi server này thì làm full nhiệm vụ là hợp lý nhất rồi. Sắp full rồi đúng không ạ? Thức ăn, thức uống 1 lần này đúng không? Cày map 114 nick này chết rồi. Nick này như kiểu vượt lực à, 114 thì không chơi được. 130 mới là chơi được rồi. Đạo trường này đúng không? Cái này là cái tính năng mà mình vừa mở vừa nãy này. 115 lực. Nick này lực chiến thực là 115.000 anh em ạ. Bỏ qua luôn. À đây tem phun hỏa luôn này các bạn. Đấy, các bạn nhìn không? Tem phun hỏa cơ bản với Sai Siu và Hidaka là single team kill và mai. Đây là một cái tem gọi là phun hỏa cơ bản. Về sau thì các bạn có thể mix bỏ vị trí của chin và các bạn có thể bỏ vị trí của chin và gì single đi, các bạn có thể mix những võ sĩ khác thì nó hợp lý và nó sẽ tốt hơn là các bạn bui được kiểu toàn bộ tem hỏa đấy các bạn nhé. Bui toàn bộ tem hỏa nó khá là yếu vì hai cái vị trí slot của chin với cả single ấy, nó thế nào nhỉ, nó không được khỏe cho lắm và nó cũng chỉ nhằm mục đích là để kích cái tầng thiêu đốt lên mà thôi. Về lâu về dài thì hai con đó là các bạn có thể thay được, chúng ta có thể mix những bọn sự khác. Ở đây các bạn nhìn thấy nó có một sự kiện X2 X2 vàng này, ở Việt Nam thì chưa có cái event này. Chơi những game kia thì các bạn biết rồi là chúng ta thỉnh thoảng sẽ có những cái sự kiện dạng như kiểu là X2 vàng hay là X2 đồ ăn hay là X2 trường phái các thứ ấy. Thì bên này đang có rồi đấy, nó đang có sự kiện X2 vàng các thứ ấy. Các bạn nhìn thấy không? Đang có X2 lượng vàng lên. Đây, nhận được 187.000 vàng liền. Bình thường chỉ đâu đó được tổng khoảng là 90 mấy vàng rồi đúng không? Đây, đang có X2 sự kiện đánh ảnh vàng nhé các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta còn gì nhỉ? Những cái nhiệm vụ nào mình chưa làm nốt nhỉ? Những nhiệm vụ nào đây chúng ta còn báo danh này. Báo danh tổ đội đúng không? Khiêu chiến vào lúc 19 giờ. Ok, đặt cược lấy ít tiền nào, thanh niên này đúng không? Báo danh tổ đội này, sâu cống hiến 3 lần. Cống hiến 3 lần. À, cái bên này ấy, nó còn một cái hoạt động nữa khá là hay đây này các bạn này. Các bạn cũng biết cái hoạt động đây, cái hoạt động con chim này khá là hay, nó giống như trò chơi bắn máy bay ấy. Đây mình sẽ chơi cho các bạn xem nhé. Nó sẽ là một cái trò chơi Nakuru cưỡi con chim và bắn máy bay.
Và chúng ta phải né cái viên đạn màu tím ra nha anh em nhé. Đó. Chơi cái này chơi trên điện thoại chắc sẽ dễ hơn anh em. Vì ở đây mình chơi giản lược nó hơi khó tí. Thỉnh thoảng hay mất chuột anh em. Đó. Nhiệm vụ của chúng ta là tránh đạn và bắn bắt chim này. Thôi. Đấy, lỗi đấy các bạn. Ok. Đấy, đơn giản thôi, cái trò này chơi này khá đơn giản và khi các bạn chơi thì nó sẽ có đây cái mốc của bạn nhìn thấy này, các bạn sẽ nhận phần thưởng được chơi bao nhiêu lần đấy, kim cương ở đây nó rất là nhiều, nó cho các bạn quà luôn và các bạn full mốc thì các bạn sẽ nhận được là 50 kim cương cùng đó rất là nhiều phần thưởng khác đúng không? Đấy, những phần thưởng đánh thì từng mốc độ nữa khá là hay, đây là một cái event ở trong cái hội quán khá là hay và hiện tại thì ở xe Việt Việt Nam chúng ta vẫn chưa có đánh bot ải. Tám mươi phần trăm. Tiếp theo là chúng ta có xúc sắc của Yori thì nó y hệt Việt Nam vậy, nó chả khác cái gì các bạn. Mà không hiểu là sao nhiều ông quay được tận 5 mảnh Yori nhỉ. Bó tay thật sự với mình, chưa mình quay được 5 mảnh Yori bao giờ. Mình chưa mình quay được 5 mảnh Yori bao giờ anh em. Quay nó còn đen như thế này nữa, chịu chết đúng không? Ui, đây được 3 mảnh này anh em này. Đó, hết 3 mảnh Yori. Chúng ta còn một cái sự kiện ở đây nữa cơ. Có một cái thằng đứng đây này, nó cầm ba cái lá Joker, cầm ba cái lá bài ấy các bạn. Và các bạn sẽ chọn một trong ba lá bài đấy và các bạn sẽ sở phần thưởng nhá. Ở bên này thì bỏ ra 20 xu. Đây, kia các bạn làm chạy chơi cái này full max ấy thì các bạn mỗi ngày các bạn nên bỏ ra 20 kim cương và chơi luôn, được không? Chúng ta sẽ nhận lại trừ đi 20 kim cương gốc thì chúng ta sẽ nhận được 50.000 vàng cùng đó là hai mảnh Yori. Cứ thế up lên từ từ thôi, đúng không? Đây là tăng cho đồng đội đúng không? Luyện tập. Hết chưa nhỉ? Hết. Đấy. 150 rồi, bây giờ 125 rồi thì có lẽ là đến tối thì chúng ta sẽ làm xong tất cả cái nhiệm vụ hàng ngày đúng không? Mình khuyên thật là các bạn nên làm hết nhiệm vụ hàng ngày rất là ngon. Cái gì đây? À, tặng thể lực cho bạn, nhận thể lực về một này. Cái này là quay free này, cái này là tổ đội chiến đấu này. Cái này là đánh đấu trường 5 lần này đúng không? À, 3 lần thì mình chỉ đánh mỗi ngày mình sẽ đánh 10 lần nhé các bạn nhé. 10 lần để làm gì thì lấy mạch bản năng nhá. 3 lần rồi này. 4 lần này. 5 lần này. 6 lần này. 7 lần này. 8 lần này. 9 lần này. Ok, vậy là mình đánh xong 10 lần rồi. Cố đánh những 10 lần để nhận một mảnh bản năng nhé, thường nha anh em nhé. Đó. 10 lần, ok, hợp lý. Rồi, clip này có lẽ thì mình xin phép tạm dừng lại ở đây. Ngày hôm nay thì ngày thứ 25 trong cái thử thách làm nông dân này, chúng ta không có quá nhiều cái sự kiện hot cho lắm và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái sự kiện hot khác đến từ server Coin này. Ok, bye bye, hẹn gặp lại bạn ở những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe và ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Thank you very much. Bye bye.